Vâng, Cường Video xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và trong video buổi sáng ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể các bác một mẫu đẩy hàng loại 1 Trung Quốc, đó là LAB Rufan LA1000. Đây dòng đẩy có thể nói là mời đơn vị em bán đã 3 năm qua phục vụ bác của anh em. Trong phân khúc gọi là bền và giá rẻ thì đây là phân khúc đáng để các bác lựa chọn, và chất âm hay nữa, nghe nó thu hội tụ 3 yếu tố: bền này, giá rẻ và chất âm hay. Vì sao em phải nói từ chất âm hay? Vì đối với con đẩy này nó đánh phun rất là hay, nó sử dụng dòng sò LJV kép bác nhá. Một dòng sò cho tiếng sáng sạch, tiếng bát cũng rất là sâu. Hiện tại em có mặt tại kho của Hướng Minh. Còn các bác mua hàng có thể đến cơ sở bên Hướng Minh là 364 Quang Trung Hà Nội. Thì mấy hôm trước em về hàng các bác biết rồi, em về gần 200 chiếc đẩy trong buổi livestream hôm trước. Thì hôm nay em có bỏ ra để quay lại chi tiết nội thất đối với dòng đẩy này, để các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên cửa hàng Minh. Vì đối mẫu đẩy này thì trước đó bên Hướng Minh cũng hết hàng và đợt này em về cũng khá là nhiều, và rất mong sự ủng hộ của các bác. Thì quay vào phần đề chiếc đẩy, nó sử dụng mặt đằng trước là mặt màu đen nên là dễ phối ghép với các thiết bị dàn các nhá. Với lúc nguồn lớn phía đằng trước, hai chiếc áp hai bên. Đấy. Nói chung là cái mặt mũi này cũng rất là đẹp, khá là đẹp các nhá, khá là ok. Còn quay vào nội thất, các bác sẽ ngạc nhiên sử dụng một bản kính nguồn đồng lớn các nhá. Nguồn đồng lớn nó rộng khoảng 19 cm. Lớn. Đồng 100% các nhá. Mua đẩy bên em các bác, các dòng đẩy như là các bác mở ra kiểm tra cạo đồng luôn đó, cái cam kết bên đơn vị Hiếu Minh. Và sử dụng hai thanh tản nhiệt, vì dòng này sử dụng là mạch class AB các bác nhé, class AB. Và sử dụng sò, nó sử dụng sò LG như đầu video em nói rồi, sò LG VK cho chất âm sáng sạch. Sử dụng tổng của nó là 44 sò cả bộ áp, số lượng sò thực thì nó sẽ là 40 sò các nhé, 4 6 8 10, 10 trên 10 dưới là 20 20 20, 40 lượng sò cả bộ áp đây này. Các bác đếm sẽ là thành 11 các nhé, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 11 đó. Thì sẽ ngoài ra sẽ 4 con bù áp cho các bác và anh em sử dụng, vì tất cả dòng đẩy đều phải có bù áp bác nhá. Đấy. Và sử dụng tụ thì nó sử dụng đến 12 tụ lọc nguồn bác nhá. Tụ của For Audio. Đếp mới nhất về này tháng 8 2020 bác nhá. Vừa về xong hôm trước em livestream của bác ấy được ít hôm. Cái về ít hôm, vì biết thì vận chuyển hàng từ Trung Quốc về thì điểm này thì ít nhất trong vòng một tháng về hàng đến đây mới phải đóng thuế nhá. Hàng này hàng tiểu ngạch cũng về được, chỉ đi đóng thuế hàng về thôi. Và trong phân khúc mà đẩy này thì cái mẫu này thì sẽ phù hợp cho anh em là đi xô nhỏ, vì những xô ở trong miền Nam gọi là xô kẹo kéo thì anh em có thể đánh được một cặp 40 thêm một cặp nhỏ 25 đó, hoặc một cặp 40 thì dư quá đúng không ạ, dư thoải mái. Hoặc các bác chơi cho em là hai cặp 30. Còn các bác chơi gia đình thì con đẩy sẽ đáp ứng cho bác là hai được hai cặp 30, đánh gia đình vô tư luôn, khỏe bền đẹp. Thì gần đây như biết thì rất nhiều bác cũng mua những con đẩy này bên Hướng Minh, thì có những bác là nâng cấp lên những con đẩy 4 kênh. Nói đến đẩy bên Hướng Minh, các bác mua đẩy bên em đều có thể nâng cấp được cho anh em các bác nhé, bác nhé, đều nâng cấp được. Nghe bác mua con đẩy này xong rồi dùng một năm bác muốn nâng cấp con khác, em đều nhập lại nâng cấp cho anh em. Và nhập lại biết rồi thì nó sẽ không hao đi nhiều. Như giá em nói luôn, hôm trước em bán thanh lý cho ông bác dùng hơn 5 là bán được 3 triệu 3 triệu 2, đấy là trên tỉnh đấy, các bác lỗ thì mất hơn 1 triệu nếu bác dùng được hơn 5 đấy, giá rất phải chăng. Vì sao những đơn vị khác thì họ nhập bán đẩy nhưng họ nhập lại không dám nhập, vì cái giá thành họ bán lợi nhuận rất là cao nên là họ không dám nhập lại cho bác đó. Tính ra các bác chỉ hao mất khoảng 25-30% đúng không ạ. Sử dụng dây nguồn đối trong đẩy này là dây nguồn liền bác nhá. Và trong phân khúc đẩy dẩy trung bình này thì nó lại có cả đường link để cho anh em link sang đẩy khác, rất là tiện lợi cho anh em đi show này, có chơi gia đình vậy thì đầu vào đây. Và tất cả chế độ đánh của nó đều có đầy đủ, từ chế độ đánh 0.5 đến 1.4V như đánh thoát tiếng, và các chế độ như CT này, Bride đồn kênh này, và chế độ cắt súp đều có cho anh em. Và trong phân khúc giá trên 4 triệu thì đây mẫu đẩy có thể là, thứ nhất là về giá tiền thì hiếm khi con đẩy nào với công suất khỏe như con đẩy này mở giá tầm tiền đó và độ bền rất là cao, vì sử dụng mạch class AB. Đối với dòng mạch này lưu ý các bác, thì nếu không may hú hạng có bị lỗi thì sửa nó cũng rất là rẻ và rất dễ sửa, cái điều quan trọng rất dễ sửa đấy. Và trong video này em review lại nội thất đối với dòng đẩy này, thì anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên cửa mình qua số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở bên em 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội các bác nhé. Và anh em có nhu cầu trả góp thì cũng liên hệ trực tiếp em. Đây là dòng đẩy mới tinh, được bên đơn vị em bảo hành 1 năm, một đổi một trong 1 tháng đầu. Trả góp từ xa thì anh em có thể đến dụng tiêu dùng, trả góp tại cửa hàng anh em mang theo chứng minh thư bằng lái xe các bác nhé. Xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác.